Mịt thứ đi đâu bằng đó anh nha. Đá bào là món giải khát quen thuộc được yêu thích của trẻ nhỏ vùng Mịt thứ. Ngày xưa thì đá bào được làm rất là đơn giản, với đá bào nhuyễn rưới tí siro đủ màu sắc là bọn trẻ đã mê tít trong những ngày nắng nóng. Ngày nay thì những món ăn vặt ở Mịt thứ ngày một nhiều và hấp dẫn, với đủ các loại được chế biến bắt mắt thơm ngon, nên đá bào vùng Mịt thứ hôm nay cũng được nâng cấp, chất lượng hơn, bắt mắt hơn, và đặc biệt là có nhiều thứ để ăn hơn, chứ không chỉ có ăn mỗi đá nhuyễn như ly đá bào kiểu ngày xưa. Ủa giờ không bào bằng cái kia nè, không bào bằng cái này hả? Máy luôn hả? Mình có mấy hương chị? Máy này hả? À, cái máy này là mua ở đâu? Mua đây luôn hả? Mua Châu Đốc á. Mua Châu Đốc luôn hả? Nhiêu tiền cả chứ? 1.800.000. 1.800.000 luôn hả? 1.800.000. Rồi cái này là mình làm đá bào gì? Đá bào thịt dừa hả? Đậu. Đá bào đậu đen. Ừ. Một món này mới ăn luôn á. Quay lên phải không? Quay lên đó, quay lên cho mình thử nè. Một ly bao nhiêu chứ ơi? 10.000. 10.000. Rồi bỏ siro chưa? Chưa, làm chế siro vô. Rồi chế quê đâu lận? Ở Châu Đốc. Ừ, chứ ở Châu Đốc thì rồi nhưng ở Mịt thứ chứ ở chỗ nào? Ở thứ 11. Thứ 11 chỗ nào? Ở nhà trọ đó, không biết nhà kêu nhà trọ hả? Ở nhà trọ tháng nhiêu? Tháng 1.1. 1.1 hả? Rồi làm đủ ăn không trời? Không đủ ăn thì cũng phải làm chứ sao. Cũng phải chịu phải không? Không, ở đây 1.1 giờ kiếm được mà. 1.1. Ngon quá trời luôn nè. Em mua của chế nè, em quay một clip em phải bỏ ra. Bởi vì tôi coi cái này tôi thấy là dễ hả, quen không? Chị biết là em cái gì? Mịt thứ thứ 11. Trời ơi, ngon quá trời. Ủa chị, rồi chị bán khu vực nào? Chị bán trong vòng ở các xã hả? Các xã thì vòng cái huyện này gì đó. Vậy hả? Đi đâu xa nữa. Ủa chế rồi có nắp không? Tại vì em đi có việc á. Không có nắp. Không có nắp hả? Vậy là em phải ngồi em ăn hết luôn hả? Cái này là thịt dừa mình mua hay chị làm? Làm nhà. Chị làm nhà luôn hả? Thịt dừa làm nhà hả? Thôi để em uống rồi đi. Và xong rồi em xách đi. Chứ cái này nguy hiểm quá. Tên gì quay hết này mà tên gì? Em hả? Ừ. Thôi chị coi trên Mịt thứ thứ 1 được rồi, không cần biết em là ai đâu. Biết tên được, quay cái clip tên gì mới được, mình đi coi. Mịt thứ 11. Không. Coi trên Mịt thứ 1 là được. Chị đó hả? Chị clip này chị nào mới có quay lên. Cái này chắc ngày mai đó. Ngày mai em đăng lên cho. Mai đăng lên em coi. Dạ. Thứ 11 không? Cái này là sữa hả chứ? Cái này kem. Cái đó kem, còn cái chai trắng trắng nè. Chai trắng trắng là sữa. Sữa tươi hả? Sữa bò với sữa chân trâu mình á. Hai cái mình thấy lại. À tức là chị tự làm luôn tự không? Tự chế làm luôn. Một ngày bán trung bình được bao nhiêu ly chế? Ngày có 60 ly. Chế mưa thì ế nữa, còn ông thì trung bình 50. Vậy hả? Còn chế cái thầy chế bật cái lo cho em quay cái tiếng á. Hả? Đá bào đây. Đá bào kem, đá bào sữa, đá bào trái cây, đá bào dâu, đá bào mãng cầu. Đặc biệt thơm ngon đây. Rồi bye bye nha. Chúc ba bán đắt nha.